Chào mừng các bạn đã quay trở lại bản tin tuyển dụng số 3 của MP Survey Career. Và tôi là Ngọc Huyền. Ngày hôm nay như thường lệ, tôi sẽ mang đến cho các bạn một thông tin vô cùng hấp dẫn về các dự án lớn của MP Survey tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông tin này các bạn nhé. Sản phẩm của FPT Software xuất hiện trên gần 30 trang tin và báo điện tử trong tuần qua. Trong tuần qua, nếu như các bạn quan tâm đến công nghệ thì chắc chắn không thể bỏ qua các thông tin có nội dung liên quan đến một sản phẩm nổi bật của Fshop. Đó chính là Akames và trợ lý ảo Akabot. Cụ thể, sản phẩm Akames đã giúp VinFast giảm tới 70% chi phí đầu tư. Trợ lý robot ảo Akabot đã giúp tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng tiên phong TPBank. Những thông tin trên phương tiện đại chúng này gần như đã khẳng định hơn nữa về sự hiệu quả mà những sản phẩm chuyển đổi số đang được phát triển bởi FPT Software đem đến cho doanh nghiệp và người dùng. FPT Software tài trợ 100% chi phí cho kỹ sư công nghệ thông tin tham gia chương trình kỹ sư cầu nối 10K Bridge SE. Với việc hỗ trợ 100% chi phí, tương đương với hơn 300 triệu đồng đối với kỹ sư thuộc ngành công nghệ thông tin tham gia chương trình kỹ sư cầu nối 10K Bridge SE, cho thấy FPT Software đang có sự đầu tư mạnh mẽ và nghiêm túc trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng tại thị trường công nghệ thông tin Nhật Bản và Việt Nam. Năm 2021, chương trình đã cập nhật thêm những quyền lợi đặc biệt dành cho các ứng viên tham gia với mong muốn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực IT tiếng Nhật cho mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số và công nghệ thông tin hàng đầu năm 2030 của FPT Software. Với 10K Bridge SE, chỉ cần bạn đang là một kỹ sư công nghệ thông tin có kinh nghiệm từ 2 năm với vị trí developer như C++, .NET, COBOL hoặc PM, SA, DA thì bạn sẽ được tài trợ 100% chi phí, tương ứng hơn 300 triệu đồng trên 10 tháng học và tham gia thực chiến tại các đơn vị phục vụ cho khách hàng Nhật của Fshop. Đừng bỏ lỡ cơ hội nghề nghiệp và các tương lai rộng mở khi bạn đã được du học miễn phí và hưởng phụ cấp lên đến hơn 300 triệu đồng, cam kết đầu ra với tiếng Nhật N3 trở lên và giao tiếp B2. Cơ hội nhận được mức lương từ 2.000 đến 3.500 USD trên tháng, được tham gia vào các khóa đào tạo, hội thảo và kỹ năng mềm bổ ích dành riêng cho kỹ sư cầu nối Nhật Bản ở Fshop. Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ Mr. Nam 0962 532 391, email 10kbridgese@fshop.com.vn. Và tiếp theo sau đây, tôi sẽ cùng với các bạn điểm qua các thông tin hấp dẫn cũng như các cơ hội làm việc tại FPT Software. Cơ hội tham gia vào dự án e-commerce lớn nhất tại Fshop Hà Nội. Trong 2 năm trở lại đây, khi mà cả thế giới đang hứng chịu làn sóng ảnh hưởng chưa từng có của Covid-19, ngành thương mại điện tử đã có một bước ngoặt và phát triển lớn khi được các tập đoàn lớn trên thế giới không ngừng tiếp cận và đẩy mạnh đầu tư. Fshop đã có nhiều hợp đồng hợp tác phát triển với các dự án thương mại điện tử trên toàn cầu và gần đây nhất là hợp đồng khủng với một trong các tập đoàn lớn nhất trên thế giới về hình ảnh và quang học, đặc biệt là máy ảnh, máy in và máy photocopy. Dự án có mục tiêu xây dựng một hệ thống e-commerce với quy mô rộng khắp tại thị trường châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ, Canada và 4 quốc gia thuộc châu Mỹ Latin. Và đây là những lý do bạn nên tham gia dự án này. Nâng tầm kỹ năng công nghệ, được sử dụng một trong những công nghệ hàng đầu và đẳng cấp như Adobe AEM Cloud, Magento Commerce Cloud. Với tham vọng rất lớn trong việc định vị thương hiệu, khách hàng mong muốn đầu tư xây dựng một hệ thống e-commerce hoàn hảo để chạm tới người dùng. Hứa hẹn sẽ là hệ thống có độ phức tạp cao về mặt công nghệ và kiến trúc rất lớn. Chắc chắn sẽ là một liều thuốc thử cao cho các kỹ sư làm e-commerce và CMS nói chung, một game thật sự đẳng cấp để nâng tầm kỹ năng công nghệ. Dự án điểm nhấn, khách hàng tên tuổi đánh giá cao tầm quan trọng của dự án, tham gia dự án để định vị bản thân trong sân chơi toàn cầu. Vì vu đất Mỹ, cơ hội onsite US ngay trong tầm tay tại các thời điểm vàng, triển khai dự án như Go Live, UAT, After Go Live. Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng tham gia dự án và trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng thời nhận mức lương lên đến 3.000 đô ngay trong hôm nay. Upfly Java Signing Bonus thả ga. Nếu bạn đang là một Java developer tại Đà Nẵng thì đừng bỏ qua cơ hội tham gia phát triển và maintain cho các hệ thống website hàng đầu của Nhật Bản về du lịch, nhà hàng, làm đẹp, tiệc cưới, nhà cửa cho khách hàng Nhật Bản thuộc top 4 khách hàng lớn nhất của FPT Software. Đây là những hệ thống service cực kỳ lớn tại Nhật, sở hữu hàng chục triệu người dùng và đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống của người dân. Với dự án này, bạn sẽ thực hiện công việc từ công đoạn lấy requirement đến integration test, làm việc trực tiếp với khách hàng và đối tác lớn người Nhật, một trong những cơ hội việc làm ổn định, mang lại nguồn thu nhập bền vững, thăng tiến rõ ràng và cơ hội nhận được phần thưởng từ 5 triệu cho đến 10 triệu đồng khi ký hợp đồng trước ngày 2 tháng 4 năm 2021, hỗ trợ chi phí chuyển đổi vùng lên đến 100 triệu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, xuất mua căn hộ cao cấp FPT Plaza với mức giá ưu đãi. C99 Program hứa hẹn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2021.
tiếp nối sự thành công và lớn mạnh một cách vô cùng ấn tượng của C99 Program trong năm 2020. Đến nay, C99 tiếp tục ký kết thành công thêm gần 30 dự án mới trong năm 2021. Điều này giúp mở ra cơ hội công việc hấp dẫn với các vị trí khác nhau cho các bạn IT yêu thích ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam. Đặc biệt, với C99 Program, bạn sẽ có cơ hội thực hiện hóa việc đi Mỹ làm việc với rất nhiều các cơ hội on-site đang rộng mở. Hãy cùng xem qua các vị trí đang rất hot tại C99 và lựa chọn cho mình một vị trí phù hợp để apply về hòm mail recruitment@fsoc.com.vn các bạn nhé. Bên cạnh các dự án hot kể trên thì tại FPT Software hiện đang tuyển rất nhiều các vị trí hấp dẫn. Và ngay bây giờ Ngọc Huyền sẽ cùng với các bạn tổng kết lại các vị trí đang tuyển dụng này tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Tìm thấy cho mình một vị trí phù hợp chưa? Đừng quên gửi CV cho chúng tôi qua hòm mail recruitment@fsoc.com.vn, kết nối với chúng tôi qua Facebook, website và LinkedIn để cập nhật những tin tức mới nhất về công nghệ cũng như các cơ hội việc làm mới của FPT Software. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số bản tin tiếp theo.